Hôm nay chị Chim xinh mới đi nhà sách và mua được rất là nhiều những món đồ cho các em coi đây. Ở đây chúng ta có gì đây nhỉ? Đây, một con mèo Kitty màu vàng rất là dễ thương ha. Wow, mèo Kitty có đeo nơ màu cam nè và gương mặt rất là dễ thương ha. Ở bên trong này của mèo Kitty còn có một cái gì nữa đó. Để chị Chim xin coi ở bên trong đây là chúng ta có cái gì nha. Mở ra coi nè. Wow, ở bên trong này chúng ta có rất là nhiều đồ chơi đó các em ơi. Khi mà mở hộp mèo Kitty này ra thì ở bên trong là chị Chim xin thấy chúng ta có một cái miếng dán sticker. Miếng dán sticker in hình Elsa và Anna. Rất là đẹp ha. Tiếp tục ở đây chúng ta có rất là nhiều thứ khác đấy. Wow, một cái kẹo nè, hai cái kẹo nè, kẹo rất là nhiều màu sắc ha, rất là đẹp đó. Và còn có thêm một cái đèn pin, đây chính là cái đèn pin mini đó các em. Wow, nè rất là sáng nha, chị Chim xin vừa mới bật lên này, công tắc ở đây nha các em. Đèn pin mini này màu trắng và có công tắc ở đây, bật lên nè, wow, đèn rất là sáng. Đẹp quá phải không các em ơi? Mở hộp mèo Kitty ra và chúng ta có được rất là nhiều đồ chơi ha. Hai cây kẹo rất là ngon, nhiều màu sắc. Rồi một miếng sticker dán rất là đẹp in hình Elsa và Anna. Và một cái đèn pin màu trắng rất là đẹp ha. Chị Kim xin sẽ bỏ những đồ chơi này xuống đây nhé. Rồi, đợi em Kitty này lại nhé. Xong rồi, đặt Kitty xuống đây ha. Tiếp tục chúng ta sẽ mở cái gì đây? Wow, bây giờ là chị Chim xinh sẽ mở trứng khủng long nha. Trứng khủng long rất là nặng nha các em. Các bạn nhỏ của chị Chim xinh chắc hẳn là rất quen thuộc với quả trứng khủng long này rồi đúng không nào? Không biết là ở bên trong trứng khủng long này sẽ có cái gì đấy. Lắc thấy rất là nặng đó các em. Đó, các em có nghe thấy tiếng không? Wow, một quả trứng khủng long rất là bự và ở bên trong đang chứa cái gì đây nè. Rồi, chị Chim xin sẽ mở ra ngay nha. Rất là nhiều ha. Ở đây chúng ta có một chú khủng long nè. Mở ra ha. Đây nhé, một con khủng long màu xanh ngọc rất là dễ thương. Rất là đẹp. Cái con khủng long này có một điểm đặc biệt nha các em, là các em tắt đèn đi thì nó sẽ phát sáng đó.
Tại vì chị chim sinh đang quay clip vào ban ngày cho nên là chị chim sinh không tắt đèn đi được mà vẫn có ánh sáng tự nhiên. Chị chim sinh không thể thử được. Đó, con khủng long này nè đó. Các em thử mua và tắt đèn đi nhé. Thì các em sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Khủng long sẽ phát sáng đó. Rất là đẹp luôn nào. Đặt cái khủng long này xuống đây hết. Và chúng ta còn có kèm theo một túi kẹo rất là nhiều kẹo đây. Quá trời kẹo mút luôn các em ơi. Wow, kẹo mút nhiều quá. Đây, một cây kẹo mút màu vàng có in hình chú gấu bi. Đây chúng ta có tới 3 cây kẹo mút màu vàng ha. Đấy, 3 cây kẹo mút màu vàng nha. Rất là đẹp. Đặt xuống đây. Rồi, 3 cây kẹo mút màu trắng bò sữa đó các em. Cái này kẹo màu trắng này thì chắc là có vị bò sữa. 3 cây kẹo ha, rất là ngon lành đó. Rồi, thêm 3 cây kẹo dâu màu hồng rất là ngon. Cũng in hình chú gấu bi rất là dễ thương nè. Ha. Wow, mở một hộp đồ chơi thôi mà có nhiều kẹo mút quá. Và còn có cả đồ chơi nữa. Đây là cây kẹo duy nhất trong bịch kẹo này ha. Và cây kẹo này có màu xanh. Cây kẹo này rất là đặc biệt đó các em. Chị Kim xin sẽ mở ra cho các em coi ha. Dẫn đây một cây kẹo mút hình bạc hà. Rất là ngon lành đây các em ơi. Kẹo này mà ăn thì rất là ngon đó. Rồi chúng ta quay trở lại nào. Tiếp theo chị chim xinh sẽ đóng nắp cái trứng này lại. Cái trứng khủng long này lại nào. Rồi, và đặt trứng khủng long xuống đây. Nào, bây giờ tiếp theo chúng ta hãy cùng gặp gỡ chú Doraemon này nhé. Chú Doraemon rất là đẹp đấy các em ơi. Wow, có màu xanh lá cây nha. Và có sợi dây này đeo đó. Gương mặt nè. Hai cái mắt rất là to và cái miệng cười, úi trời, cười to thế. Chú Doraemon đang đeo một túi thần kỳ màu hồng ở phía trước nè các em. Rất là đẹp phải không? Bây giờ thì chúng ta sẽ mở chú Doraemon này ra coi ở bên trong chú Doraemon này có cái gì ha. Hồi hộp quá không biết bên trong Doraemon là gì đấy. Ở đằng trước này Doraemon có túi thần kỳ nha. Và hãy mở ra. Wow. Các em có thấy không? Rất là nhiều. Wow. Hai chiếc kẹo mút các em ơi. Thêm hai chiếc kẹo mút. Kẹo lollipop rất là ngon. Wow, ở đây chúng ta có một món đồ chơi nè các em ơi. Và đây là món đồ chơi gì đây nhỉ? Oh, đây cũng là một chiếc đèn pin. Chị chim xinh vừa bật lên là nó đã sáng lên rồi nè. Và có sợi dây thun để cho các em đeo vào tay ha. Kiểu như là một chiếc nhẫn kèm theo đèn pin đó. Rất là đẹp đúng không? Đó, đèn pin chiếu nè.
Rồi, tắt đi nhé. Tiếp tục coi ở bên trong đây còn đồ chơi gì nữa nào. Thêm 1-2 chiếc kẹo nữa các em ơi. Wow, một món đồ chơi. Đây là một chiếc còi đó các em. Một chiếc còi màu vàng. Wow, rất là đẹp hả? Và có sợi dây để các em xỏ qua chiếc còi này ha. Rồi buộc lại. Vậy là chúng ta đã có một chiếc còi. Coi còn gì trong này nữa không nhỉ? Wow, món đồ chơi cuối cùng đây các bạn nhỏ ơi. Đây là món đồ chơi cuối cùng nha. Một cái hình nộ. Rất là đẹp ha. Và có một sợi dây để các em xỏ vào. Rồi buộc chặt lại ở phía đầu này ha. Cái này chính là một sợi dây chuyền để các em đeo lên cổ đó. Rất là đẹp phải không? Một sợi dây chuyền có in sợi dây chuyền này hình con khủng long nhỏ nha. Khủng long mini và có màu cam đó. Rất là đẹp nè. Các em có thể đeo sợi dây chuyền này lên cổ đi chơi ha. Rất là đẹp. Rồi, hay là chị Chim Sinh vừa mới lấy hết tất cả những đồ dùng ở trong bụng của Doraemon ra rồi đó. Và bây giờ chị Chim Sinh sẽ đóng lại nha. Rồi chị đã đóng lại rồi nhé. Và đặt Doraemon của chúng ta xuống đây nào. Rất là đẹp ha. Chị Chim Sinh vừa mới mở ra ba hộp đồ chơi, đó chính là Kitty, khủng long và mèo Doraemon. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở những cái hộp sô-cô-la nhỏ này nha. Coi bên trong có gì hết. Wow, đây là một hộp sô-cô-la hình con gấu rất là dễ thương ha. Gấu trúc panda. Quả trứng hình gấu trúc panda. Và ở bên trong quả trứng thì có gì đấy? Chúng ta cùng mở ra và khám phá bên trong nha. Wow, có hai mảnh nha. Một bên là gì? Oh, ở đây chúng ta có một con cá và một cái thìa. Một cái đồ chơi con cá và một cái thìa. Wow, rất là tuyệt vời. Ở bên trong chúng ta có sô-cô-la và đậu phộng rất là ngon đây. Đây chính là sô-cô-la trộn với đậu phộng ha. Sô-cô-la trắng và sô-cô-la đen. Sô-cô-la này các em có thể ăn được đó nha. Rất là ngon đó. Chị Chim Sinh, đây nè, cái thìa này là dùng để ăn với sô-cô-la ha. Rồi chị Chim Sinh sẽ đầy lại và để xuống đây. Tiếp tục bóc thêm một quả trứng tiếp theo cho các em coi ha. Quả trứng này có in hình con chim cánh cụt rất là dễ thương. Wow, chim cánh cụt màu xanh lá cây, á xanh da trời rất là đẹp ha. Có đeo nơ nè, có mắt nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra coi ở bên trong chim cánh cụt là gì ha. Ồ, cũng ra hai phần ha. Rồi mở phần bên này trước nào. Ở
đây chúng ta có một cái chè và một con khủng long hình dạ quang, xanh dạ quang rất là đẹp nha các em. Đấy, đồ chơi khủng long hình xanh dạ quang rất là đẹp. Và một cái thìa, mở nốt ở bên này ha. Wow, cũng là sô-cô-la và đậu phộng đó các em. Sô-cô-la trắng và đen và đậu phộng, hãy dùng với chiếc thìa này nha. Mua một quả trứng mà vừa được ăn lại vừa có đồ chơi, rất là thích đúng không nào? Nào, tiếp tục bóc tiếp quả trứng tiếp theo. Ô, quả trứng này là hình Pikachu màu vàng ha. Pikachu màu vàng, rất là đẹp. Chị Kim xin cho con coi ở trong này có gì nha. Rồi. Ở đây chúng ta có một cái thẻ bài Pokemon rất là đẹp ha. Đó, thẻ bài Pokemon in hai mặt và một chiếc thẻ. Tiếp tục mở bên này. Wow, sô-cô-la, đậu phộng và trứng nha các em, rất là ngon. Bỏ thìa vào và đậy lại. Rồi mở quả trứng cuối cùng của chúng ta đây. Quả trứng màu hồng, rất là đẹp ha. Và mở ra nào, ở bên trong có gì đây nhỉ? Đây chúng ta có một chiếc xe đồ chơi và một cái thìa ha. Wow, chiếc xe đồ chơi này rất là đẹp. Đây chính là xe đồ chơi màu xanh đó các em. Rồi, đây là một chiếc thìa. Tiếp tục mở miếng trứng còn lại ha. Sô-cô-la và đậu phộng đấy. Wow, sô-cô-la này múc ra này. Đó, các em có thể ăn sô-cô-la này ha. Sô-cô-la này có thể ăn trực được đó các em. Đây chính là loại trứng mà đồ chơi, vừa có đồ chơi vừa có đồ ăn ha. Rất là ngon lành đó. Các em ơi, vậy là chị Chim Sinh vừa mới mở hộp cho các em tất cả những cái món đồ chơi ở đây. Doraemon, trứng khủng long và mèo Kitty cùng những quả trứng sô-cô-la rất là ngon lành đúng không nào? Thật là tuyệt vời phải không? Các bạn nhỏ của chị Chim Sinh ơi, nhớ là đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Sinh để có thể coi được nhiều clip mà chị Chim Sinh giới thiệu về đồ chơi hơn nha. Và nếu các em muốn chị Chim Sinh mở hộp đồ chơi nào thì hãy comment ở dưới cho chị Chim Sinh biết. Chị Chim Sinh sẽ sắp xếp thời gian và quay video mở hộp đồ chơi đó cho các em coi nha. Rất là đẹp, rất là nhiều đồ chơi sau khi mở quả trứng đây các em. Đồ chơi và bánh kẹo sau khi mở trứng ha. Còn bây giờ chị Chim xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé.